mai nhiều lắm hả? Lại cho mấy mai nghe coi. Không, đừng có về phim Philip nữa. Sao vậy? Làm có đẹp. Trời ơi, Philip mà không có đẹp, Philip super handsome. Không làm nữa. Đây phim ông ngoại nè. Mama, cái này cái gì? Không có bé. Mát mẻ. Mát mẻ, ok. Trời ơi. Hết rồi đúng không ạ? Ok. Nhà mà thì cảm ơn chị. Vì xin cái danh sách này đi, người ta có kiểm tra thì em có báo luôn đấy. Rồi, còn em ghi vô em. À, tiếng nữa hả? Tiếng nữa mình ăn chưa hả? Bả tiếng nữa mình ghé mình ăn hả? Không ngủ đến một tiếng. Không có một tiếng hả? Vâng. À, trong Nam ra Bắc để thăm địa đầu Tổ quốc đó chính là Hà Giang. Ngoài trình của chúng ta dài khoảng 4 ngày 3 đêm thì hiện giờ là được đón cô chú anh chị là từ sân bay, và chúng ta đang di chuyển qua tỉnh Vĩnh Phúc, sau đó thì sẽ đến Tuyên Quang và sẽ đến Hà Giang. Thì tối nay thì mời cô chú anh chị chúng ta sẽ nghỉ ở Hà Giang một đêm để thăm thú cái thành phố gọi là thành phố cực Bắc của Tổ quốc. Sau đó thì ngày thứ hai thì chúng ta sẽ tham quan một vài điểm chính của thành phố Hà Giang. Sau đó thì chúng ta sẽ di chuyển lên Đồng Văn là điểm chính nhất của cao nguyên đá Đồng Văn ạ. Thì chúng ta sẽ ngủ tại đấy một đêm, sau đó thì chúng ta sẽ được trải nghiệm cái sông du lịch sông Nho Quế là đi thuyền, tức là ở Hà Giang này có đi bộ được nhiều không? À, đi bộ cũng khá nhiều nhưng mà tại vì lên núi mà ông giờ lên núi là chúng ta phải đi bộ cũng có những đoạn khoảng 1-2 cây số. Ông dòm bà dòm ông thì hai ông bà cứ dắt tay nhau đi, đến đâu mà không đến được thì bọn con quay về con lại đón. Là và cũng nói thế thôi, chứ còn nếu mà đoạn nào mà khó khăn quá thì chúng con sẽ kêu xe ôm ấy. Xe ôm rồi xe gì đó để phục vụ ông bà. Ông bà cứ yên tâm, nói vui vậy thôi, chứ còn nếu mà những người trẻ xe điện cũng có ông ạ, nhưng mà mỗi chỗ cột cờ đấy là có cái điểm của đấy là điểm quan trọng nhất, không đi được xe lên, chỉ đi được đến mấy cái điểm dừng chân thôi. Sau đó thì ông bà phải vượt qua hơn 300 bậc nữa để lên trên đến cái cột cờ tượng trưng cho cái đỉnh chóp. Bà bỏ qua phần đó đi. Không sao hết ông bà, tại vì chúng ta là gia đình mà thích đi đến giờ nào cũng được, không phải lo. Vâng ạ, cứ bình tĩnh mà đi, không phải ví dụ như bây giờ chúng ta đi theo ghép đoàn hay là như nào đấy thì có thể là rồi Hà Giang không phải 579 là nổ phát súng đầu tiên là bên phía tây cơ, nhưng mà Hà Giang kịch liệt nhất là từ 585, 586 và 87. Dạ vâng, mỗi ngày rội hơn 10.000 quả bom xuống mảnh đất Hà Giang. Thì tí nữa ông bà sẽ được nghỉ ở thành phố, con sẽ chỉ cho cái điểm. Một là cái điểm quan trọng nhất là nghĩa trang liệt sĩ của Mỹ Xuyên. Hai là những cái điểm cao. Hai là cái điểm cao và những cái điểm cao mà Trung Quốc nã pháo liên tục từ cả ngày cả đêm ông ạ. Tức là không một giây phút nào nghỉ. Mỗi ngày hơn 10.000 quả bom không ông? Để mà nói đợt đấy là dốc toàn lực đấy. Kinh nhỉ. Vâng. Chứ ngày xưa cũng có bảo ngày xưa có chiến tranh phía Nam rồi là chiến tranh Mỹ ấy, nhưng mà chưa có trận chiến nào mà dã ngày đêm trong vòng 2 tháng trời như vậy ông ạ. 2 năm. Trời bán cay quá trời. Và cái điểm quan trọng nhất là của cái chiến tranh Mỹ Xuyên đấy là khi mà nã bom nã pháo ấy thì là những người mất hy sinh ấy là không phải là bộ đội chính quy mà đó là thanh niên xung phong và thanh niên dân quân tự vệ của địa phương. Nó dài hẳn như thế này, cái độ lọc nó tốt hơn như thế này. Cái này nó chỉ là đến đây thôi, đến nước nó rất là ít. Hút thì cái này nó không khác gì hút tẩu của ở trong Tây Nguyên đâu. Nhưng mà cái này nó được lọc qua cái bộ lọc, tức là ví dụ hút thuốc ở đây thì nó sẽ lọc qua cái nước này, trong này sẽ có một ít nước, nó khói sẽ lên trên này. Đây chị quay rồi em không nghĩ ăn mà. Bà không hiểu tốt, thiếu một chút kia ốm. Ở bên đấy thì các chị có hay uống nước tây ở chúng ta nhé. Nhớ.
Đúng rồi. Rồi vô. 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 Vô ơi. Cũng giống như cái câu chuyện hôm nay con kể thì đầu tiên thì chúng con ít khi mời nước lắm, mà bọn con sẽ mời rượu đầu tiên. Xin là cảm ơn các ông các bà, các anh chị đã đến thăm Hà Giang. Chị tiền đấy đấy. Nhấp môi thôi. Được không? Nhẹ quá, nhẹ quá. Nhẹ, nhẹ, nhẹ. Nhấp nhấp thôi gọi là quẩn cho biết vị thôi. Vậy đâu đâu có bằng rượu đế nặng như rượu đế không của mình đâu. Ngoài này là dùng để nhậu nhiều. Rượu đế là bằng gì bác? Gạo hả? Gạo, nhưng mà nó trên 40 độ mà là rượu đế. Mét gạo.